Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Mưa lũ xối xả, sấm chớp đùng đùng, Vũ Hán thất thủ, ông Tập kêu la ầm ĩ. Mưa to dữ dội khiến 27 trên 31 tỉnh Trung Quốc bị ngập lụt, gần 34 triệu người gánh họa, đập Tam Hiệp ngàn cân treo sợi tóc. Đứng trước án tử hình, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng thừa nhận điều đó. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng đối với cả truyền thông Trung Quốc và truyền thông thế giới khi ngày hôm qua vào lúc 19 giờ 30 phút trong một bản tin thời sự chính thống trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, đích thân người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng nói rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy. Toàn bộ 27 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc đang bị ngập lụt và chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, làm cho hàng triệu người dân của đất này đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan, các ban, ngành và lực lượng bộ đội, công an, dân quân cũng như người dân trên toàn đất nước hãy chung tay khẩn trương phòng chống lũ lụt, đồng thời yêu cầu quân đội của nước này bảo vệ nghiêm ngặt đập Tam Hiệp trước nguy cơ bị vỡ. Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng tình hình đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 đã tàn phá nặng nề. Nay đến mưa to, gió lớn, động đất, sạt lở liên tục xảy ra, yêu cầu cả nước hãy coi sự nổi dậy của thiên nhiên là kẻ thù. Bởi chỉ có như vậy, Trung Quốc mới vượt qua được khó khăn trong giai đoạn này và con đập Tam Hiệp mới không bị các thế lực thù địch tấn công. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hình như người đứng đầu chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình dường như đã biết sợ hãi trước sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Được biết, lúc cầu mưa bão xảy ra, ông Tập hầu như không bận tâm bởi vì ông đang bận rộn cho công cuộc đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ các nước trong khu vực, bởi ông nghĩ thiên tai chỉ là một chuyện hết sức bình thường và nó sẽ xảy ra hàng ngày. Nhưng ông không ngờ được rằng trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, lượng mưa to và lũ quét từ thượng nguồn đập Tam Hiệp đổ về ngày càng dữ dội, khiến cho Trung Quốc không kịp trở tay. Đáng buồn hơn, đó là chuyện mưa to, gió lớn trong những ngày tiếp theo không có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính vì vậy mà hôm qua, ông đã phải trực tiếp lên tiếng và thừa nhận một sự thật rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy và mọi nguy hiểm đang bủa vây Trung Quốc. Cả nước phải đồng lòng, quyết tâm cao, nếu không nhiều tỉnh thành sẽ bị xóa sổ và mất mát là rất nhiều và rất lớn. Thậm chí khi bão lũ đi qua thì sự khôi phục khắc phục lại những hậu quả của nó tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là lý do vì sao mà ông Tập đang rất lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì Trung Quốc gặp những rối ren trong những ngày vừa qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa to gió lớn trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang rất lo lắng. Hiện các cơ quan cũng đưa ra ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, một số người dân có điều kiện thì đã sang tránh trú ở một số nước láng giềng xung quanh mình. Còn những gia đình có người già và trẻ em thì đã đi về miền xa xôi như Mông Cổ để tránh nạn. Hiện tình hình đất nước Trung Quốc đang gặp những vấn đề cực kỳ nguy hiểm do thời tiết, lũ lụt, hạn hán gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng trầm trọng tới tất cả các tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc. Mưa đá, sóng thần cũng như là lũ quét, sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra trong một vài ngày tới. Đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất sốc khi hôm qua con đập Tam Hiệp đã tuyên bố tử hình. Truyền thông của Trung Quốc nói rằng đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thể bảo vệ được con đập này nếu như tình hình mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, theo trang web chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, nhiều tỉnh phía Nam của Trung Quốc đang phải chịu thảm họa do lũ lụt tàn phá hết sức là ghê gớm. Lũ lụt đang hoành hành, tàn phá 27 trên 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc như Chiết Giang, An Huy Giang, Tây Hồ, Bắc Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, khiến cho 33,85 triệu người bị ảnh hưởng và 141 người đã chết và mất tích. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa tin do nguy cơ lũ lụt mà gần 2 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 815.000 người phải cứu trợ khẩn cấp, 23.000 ngôi nhà đã bị sập và 289.000 căn bị hư hỏng nặng bởi lũ lụt và lũ quét xảy ra. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 95%, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 69,59 tỷ nhân dân tệ.
Tuy nhiên, các báo cáo chính thức của chính quyền nhấn mạnh rằng so với mức trung bình của cùng kỳ 5 năm vừa qua, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã giảm 17%, người chết và mất tích do thiên tai giảm 50%, số lượng nhà bị sập giảm 75% và thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 23%. Nhưng các nhà quan sát cho biết những thống kê trên của phía Trung Quốc không thể nào tin được, bởi vì cách đây khoảng tầm 10 ngày, một kênh truyền hình của Trung Quốc đã nói rằng lũ lụt và mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần chỉ làm thiệt hại có 2 người. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều nước trên thế giới nói rằng không thể nào tin phía Trung Quốc được, bởi vì họ thường nói một đằng là một nẻo, giống như câu chuyện ở Biển Đông. Đích thân ông Tập Cận Bình đã hứa với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới rằng Biển Đông sẽ được êm đềm và Trung Quốc sẽ không đi gây hấn, gây gổ với các nước. Tuy nhiên, đằng sau lời nói của ông ta, Hải quân của Trung Quốc liên tục cho bắn đạn thật, phóng tên lửa cũng như điều tàu chiến ra đàn áp các nước trong khu vực. Họ còn dám đâm chìm tàu cá của các nước trong khối ASEAN và đây là hành động đi trái với cả những lời hứa của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà chúng ta không thể tin lời Trung Quốc nói. Thưa quý vị, các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng, kể từ đầu tháng đến nay, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử liên tục bị mưa lớn. Vành đai mưa chính đã duy trì ở khu vực này trong suốt nửa đầu tháng này, lượng mưa nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Đất đai gần như là bão hòa nước, nhiều con sông mực nước đã vượt mức báo động đỏ, lở đất và lũ quét xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, theo dự báo của ngành thủy lợi Trung Quốc cho biết, mực nước ở trung và hạ lưu con sông Dương Tử và Hồ Động Đình, Hồ Tam Hiệp, Hồ Phan Dương và Hồ Thái Hồ sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, trong khi mực nước các sông đang ở mức độ đáng báo động đỏ. Hồ ở Hồ Bắc An Huy, Giang Tô sẽ vẫn duy trì mực nước cao, áp lực phòng chống lũ lụt là rất lớn đối với cả chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc báo cáo rằng mưa lớn từ tháng 7 đã khiến ít nhất 62 triệu người ở 56 huyện thuộc 12 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng và 15 người đã thiệt mạng. Tỉnh Hồ Bắc đã phải di rời tái định cư khẩn cấp cho hơn 231.000 người cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp. Hơn 394.000 người và 3.450 ngôi nhà đã bị sập, 5.639 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên con số 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Ban Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc, kể từ đầu tháng tới nay, sông Dương Tử, lưu vực Thái Hồ và các khu vực phía Nam khác tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp cũng như là mực nước tại các hồ như Động Bình, Phan Dương và các hồ khác, mực nước liên tục dâng cao. Một số con sông được báo động lên cảnh báo cao nhất và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp lên tới 95% vào tháng 8 này. Đây là theo những chuyên gia hàng đầu trên thế giới nhận xét như vậy. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, vành đai mưa sẽ tiếp tục bị đẩy xuống phía Nam. Một lần nữa cho thấy, trung và hạ lưu con sông Dương Tử và tình hình phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Còn theo trang Đa Chiều cho biết, với sự xuất hiện liên tục của các tin tức lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua, các giả thuyết cho rằng con đập Tam Hiệp bị biến dạng hoặc có thể bị vỡ nổi lên ầm ầm. Vừa qua, kênh tài chính của đài CCTV đã đưa tin mực nước ở khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao do lượng mưa lớn gần đây. Hiện mực nước tại khu vực hồ chứa đã đạt đỉnh lên tới gần 147m, cao hơn gần 3m so với cả giới hạn kiểm soát lũ. Trong khi 10 ngày trước đó, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc vừa thông báo hai hồ chứa ở Quảng Đông, Quảng Tây đã bị vỡ đập trong trận lũ lụt vừa qua. Vì vậy, sự an toàn của con đập Tam Hiệp một lần nữa đã trở thành vấn đề để chú ý của truyền thông quốc tế. Theo trang Tân Hoa Xã, một số cơ quan truyền thông của Đài Loan, Hồng Kông, những người luôn quan tâm tới những tin tức tiêu cực ở Trung Quốc đại lục đã ngay lập tức vào cuộc. Người dẫn chương trình tài chính của Đài Loan, ông Sik Kon, đã phân tích điều này trong chuyên mục Khoảnh khắc quan trọng và nói rằng nếu con đập Tam Hiệp bị vỡ, lũ lụt có thể hủy diệt thành phố Nguy Sương trong vài giờ, phá hủy các thành phố dọc theo trung và hạ lưu con sông Dương Tử, bao gồm thành phố Vũ Hán, Nam Kinh chỉ trong vòng một ngày và sau đó nhấn chìm Thượng Hải và 10 ngày tiếp theo, 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông và trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Người ta cho rằng tất cả những cái vấn đề trên đều do mẹ thiên nhiên, trời và đất nổi dậy trừng phạt Trung Quốc bởi vì những tội lỗi mà chính quyền của ông Tập Cận Bình gây ra cho nhân loại trong thời gian vừa qua là cực kỳ dã man. Theo các nhà quan sát cho biết, thì trong một vài ngày tới cũng như một vài tuần tới, đất nước của Trung Quốc còn dính ít nhất 100 trận mưa to cũng như lũ quét sạt lở ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp cũng như con sông Dương Tử tràn về. Vì thế mà Trung Quốc vẫn tiếp tục chìm trong biển nước.
quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.